Một năm học mới lại bắt đầu ở trường học La La. Ngày đầu tiên nhập học, Mira đã vô tình làm bẩn áo của Ellie, thủ lĩnh nhóm Superstar khét tiếng nham hiểm. Cũng chính lần chạm trán này khiến cho Mirai, Lizzie, Nep và Kim rơi vào tầm ngắm trả đũa của Superstar. Quá gia ngõ hẹp, cả bốn người đều không thể ngờ được rằng nhóm Superstar lại là bạn học cùng lớp với mình. Chuyện gì đang chờ đợi cả bốn người ở những ngày tháng sau này? Nhóm Superstar sẽ có những hành động trả đũa như thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của Đường đua Idol thế hệ Z. Lại gặp cái bọn đáng ghét này nữa rồi. Mấy bà muốn gì? Tự nhiên chặn đường tụi tôi. Muốn gây lộn nữa hả? Đến lúc tụi tao cho tụi bay biết nhóm Superstar tụi chị đây không phải ai cũng đụng vào được đâu. Hết phòng rồi. Hả? Hết phòng? Chỗ đâu mà ở bây giờ? Không có ký túc xá thì đi kiếm phòng trọ chứ đứng đây có được gì. Chị quản lý nói năm nay ký túc xá khu B đang sửa nên ít phòng hơn năm trước. Trời, giờ tính sao? Không biết, đòi đi đi. Dù biết làm sao đi trời. Bạn nữ nãy nói phải đấy, phòng ký túc xá cũng hết rồi. Hay là mình đi tìm phòng trọ đi, không thì ngủ bờ ngủ bụi đấy. Đi thôi, nhanh, có phòng trọ cũng hết bây giờ. Buồn ghê á. Ủa? Nói thư viện ra nè. Ủa, anh lên thư viện làm gì vậy? Như Kim với Mirai đúng không ta? Sao giờ mà hai người ấy chưa về ta? Ủa, tan học lâu rồi mà sao hai ba còn ở trường vậy? À, ba mẹ tôi gửi đồ dưới quê lên nên tôi đợi anh họ tôi có việc đi ngang á, rồi đưa tôi luôn. Tôi có chút việc ở trên thư viện, vừa mới xong việc á, vừa mới ra luôn. Mà sao hai bà chưa về nữa? Tôi không kiếm được chỗ ở nên giờ không biết đi đâu nè. Ủa sao vậy? Bọn tôi đăng ký phòng ký túc xá mà hết phòng rồi, giờ không biết đi đâu về đâu đây. Vậy là hai bà chưa có chỗ ở hả? Vậy qua ở với tôi đi, nhà tôi còn phòng trống á. Qua ở với tôi rồi mình đi học chung luôn cho vui. Thiệt hả? Thiệt. Vậy bây giờ chờ tôi lấy đồ xong ba đứa mình về phòng ha. Xịn quá ha. À mà Kim rảnh không? Bà qua nhà chơi tụi tôi luôn. Chiều nay thì không được, tại vì phải qua thăm ngoại với mẹ. Mà thôi bữa khác đi. Vậy bữa nào rảnh bà qua chơi nha. Tôi chỉ nè, giờ bà đi ra cái hẻm trước trường á, xong bà quẹo phải đi thêm hai căn nhà nữa là tới nhà tôi á. Ok, bữa khác ha. Lại gặp cái bọn đáng ghét này nữa rồi. Mấy bà muốn gì? Tự nhiên chặn đường tụi tôi. Muốn gây lộn nữa hả? Chắc là do trận battle thua nhục quá nên muộn chặn đường gãy sừ đấy mà. Trận battle vừa rồi là do bọn ta chủ quan thôi. Chứ mày nghĩ tụi mày có trình à? Tụi mày tưởng nhiêu đó là xong à? Đến lúc tụi tao cho tụi bay biết nhóm Superstar tụi chị đây không phải ai cũng đụng vào được đâu. Lên đi. Khá lắm. Tụi tao thay cho tụi mày lần này đó. Đi. May quá à. Không là toi luôn rồi. Chưa kịp cảm ơn nữa. Người gì đâu á, chưa kịp cảm ơn đã chạy mất rồi. Nhưng mà ngầu quá ha. Thôi đi 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 đi, đi.
Dạ thưa mẹ, con mới đi học về. Bữa đầu con đi học thấy sao con? Cũng bình thường thôi mẹ. Lớp mới khá là đặc biệt, nhiều loại người lắm. Ủa, nay nhà mình có khách hả mẹ? Ông ta lại tới nữa sao? Con đừng có nói như vậy, dù sao chú cũng là người lớn mà. Anh vừa nghe điện thoại có công chuyện gấp. Ủa Kim, con mới học về hả? Anh có công chuyện thì anh cứ đi trước đi, không sao đâu. Em cất đi, nó xài xài. Chừng nào hết nó anh đưa thêm. Dạ cảm ơn anh nha. Kim, con chào chú đi con. Con bé nó mới đi học về nên hơi mệt, anh đừng có để ý quá nha. Không sao đâu, anh hiểu mà. Vậy nha, chút để anh về đi với em. Ổng đi rồi, mẹ bắt con diễn đến chừng nào nữa? Thái độ con như vậy là sao? Dù sao người ta cũng là bạn của mẹ mà. Bạn hả? Đó là bạn của mẹ chứ không phải của con. Mà bạn mà sao lúc nào mà cũng nhận tiền của người ta hết vậy? Tiền này là chú nhờ mẹ đi mua đồ giùm. Nhưng mà dù gì đi nữa thì đó cũng là chuyện riêng của người lớn, con quan tâm làm cái gì? Thôi được rồi, con lên lầu cất cặp, rồi tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm nha. Hôm nay mẹ có nấu mấy món con thích đó, nha con. Cuối cùng cũng dọn xong. Mỏi quá trời quá đất luôn á. Mệt không? Tôi có mấy chai nước kìa, lấy uống đi. Bỏ đã. À, mà cái nhà này á, nhìn ở ngoài thô sơ vậy mà ở trong đẹp quá ha. Cô Sáu mới sửa phòng lại nên mới đẹp được vậy á. Ê mà hai bà, tôi thấy đói bụng quá. Đói bụng hả? Tụi mình đi ra ngoài ăn đi. Tiền đồ mà ra ngoài ăn. Thôi, hai mình tự nấu đi, vừa tiết kiệm mà lại vừa đúng khẩu vị nữa. Nhưng mà tôi đâu biết nấu ăn đâu. Đó giờ tôi toàn đi ăn nhà hàng không mà. Đúng là tiểu thư có khác ha. Tôi biết nấu này, để tôi nấu cho. Nhưng mà ở đây có chén bát với nồi niêu xoong chảo đúng không? Có, ở đây có nhà bếp chung nữa, cái gì cũng có. Để tôi. Hôm nay nhấn dịp mà chuyển vào phòng, tôi sẽ nấu vài món ngon đãi cho mấy bạn. Wow, vậy là được ăn ngon rồi. À, mà bây giờ bà đi hẳn xong mà bà quẹo trái là tới nhà bếp rồi đó. Thôi đi, tôi đi đi. Trời gì mà sốt sắng vậy? Không biết là có làm nên trò trống gì không ta? Không biết ngon không ha? Nhà bếp rộng hay ta? Trời ơi, còn đầy đủ nữa chứ. Đây là nhà bếp chung của phòng trọ, ai cũng sử dụng được hết á. Nhưng mà mọi người nhớ giữ gìn sạch sẽ nha. Nấu gì á? Nấu vài món ngon để đại với ba đó mà. Đợi một tí nha, sắp xong rồi đó. Nhiều ta. Mày nghe không? Ủa?
ngửi cái mùi gì khét khét ra như ai đốt cái gì tụi bay. Ôi, chết rồi, chào trường chiếu cái tắt bếp. Trời ơi, đoán thiệt đấy chứ. Chạy hết rồi. Mà hai đứa nào đây? Dạ, bạn học con của con. Mai mốt hai bạn này ở chung với con luôn nha. Ở chung hả? Trời đất ơi, tụi bay tự do quá ha. Dắt bạn về ở chung phòng mà không báo với ai hết. Ủa, mà chủ nhà trọ thì chết rồi hả? Dạ, không phải đâu cô. Hai bạn này mới chuyển tới chiều nay thôi à. Con tính toán qua nói với cô mà con chưa kịp đi. Thì mấy người á, có biết cái nội quy trong cái phòng trọ này như thế nào không? Tôi đọc cho mày nghe này. Cái thứ nhất, không được dắt bạn nam về phòng. Cái thứ hai, không được gây lộn, cãi lộn, không được đánh đấm nhau. Cái thứ ba, không được tự coi như thay tất cả các thiết bị trong phòng tôi. Cái thứ tư, đấy, tất cả mọi người ghi vào cái đầu này nhớ cho tôi nha. Ai mà vi phạm trong cái nội quy đó, tự ý ra ngoài, không có được ở đây nữa. Dạ con biết rồi cô. Mệt quá. Đừng có sợ, cô Sáu là chủ phòng trọ này á. Cô khó tính vậy thôi, chứ cô tốt bụng lắm, không sao đâu. Mấy bà gán chiều cô tí đi, tại cô hơi lớn tuổi á. Thôi, lo dọn cái đống này đi nè. Nó bụng quá à. Mình đi mua cơm hộp ăn cho rồi. Come on.